Đừng vội lướt qua video này nếu như bạn không muốn chờ đợi mà mong muốn có kết quả nhanh trong việc kiếm tiền online. Đây là phương pháp bạn nên sử dụng vì bạn có thể copy và dán những gì mà mình hướng dẫn trong video này. Hơn nữa, bạn có thể áp dụng tư duy này để kiếm tiền với nhiều nền tảng khác nhau. Nếu như bạn linh hoạt để áp dụng nó mọi lúc mọi nơi ở trên thế giới hoàn toàn miễn phí và được chi trả số tiền nhiều lần không giới hạn trong tương lai các bạn nhé. Trước khi vào video quan trọng này, hãy dành 3 giây để thả một like cho video các bạn nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu với một số bước đơn giản như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một cái nền tảng cung cấp các cái giveaway, các cái gift card hoặc là những cái chương trình để chúng ta đi tiếp thị theo hình thức CPA marketing. Ở đây là cái website Offervon. Đây là một cái website mà chứa rất là nhiều cái chương trình tiếp thị ở trên này. Chúng ta có thể lựa chọn để sử dụng những cái chiến dịch CPA để mang lại doanh số cho chúng ta. Ví dụ ở đây chúng ta có thể nhập là giveaway là những cái quà tặng chẳng hạn, thì nó sẽ có rất là nhiều cái quà tặng ở đây với những cái quốc gia khác nhau áp dụng cho từng trường hợp cụ thể các bạn nha. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái từ khóa là gift card, đúng không ạ? Là thẻ quà tặng nhà hàng, thì ở đây có rất là nhiều thẻ quà tặng của những nhãn hàng khác nhau để chúng ta đi quảng bá để thu về những số tiền tương ứng. Nếu như bạn mà chưa tìm thấy được cái sản phẩm nào phù hợp, những cái offer phù hợp ở trên nền tảng Offervon, thì chúng ta có thể cùng đến với cái nền tảng thứ hai, đó chính là nền tảng CPA Grip. Thì ở trên nền tảng CPA Grip cũng là một cái market đăng những cái chiến dịch mà CPA marketing để chúng ta lựa chọn, chúng ta đi quảng bá và thu về những cái khoản hoa hồng. Thì ở đây mình đang search là US United, là thị trường ở Mỹ, thì có rất là nhiều chiến dịch ở đây chúng ta lựa chọn, ví dụ như là nhận 750 đô PayPal gift card, hoặc là nhận 10.000 đô la, hoặc là nhận 750 đô gift card ở trên mobile chẳng hạn, rất là nhiều. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái này, và khi khách hàng họ thực hiện một cái hành động điền email thì chúng ta sẽ được nhận cái khoản là payout là 2,05 đô các bạn nhá. Dành cho các bạn nào chưa biết đến CPA marketing, thì CPA marketing có nghĩa là hình thức mà chi phí trả cho mỗi lượt hành động của khách hàng. Có nghĩa là với hầu hết các trường hợp mà khách hàng cung cấp email qua những chiến dịch này thì chúng ta sẽ nhận về được một khoản tiền tương ứng với cái việc chiến dịch này trả cho chúng ta. Ở trong trường hợp này đó là 2,5 đô với mỗi lần cung cấp email của khách hàng các bạn nhé. Ở đây mình sẽ nhập vào phần desktop và chọn vào cái action now 750 đô PayPal gift card đi. Thì nó sẽ sổ ra chúng ta một cái giao diện như thế này để chúng ta có thể lấy được đường link để chúng ta đi tiếp thị liên kết, được chưa? Và cái giao diện mà hiển thị với khách hàng đây là giao diện này, và khách hàng cần phải tiến hành 3 cái câu hỏi trong cái khảo sát và nhập thông tin tên và địa chỉ email để có cơ hội nhận được 750 đô la gift card này. Vậy thì chúng ta cần phải làm đó chính là chúng ta copy cái đường dẫn tiếp thị liên kết này và đi đến bước số 2. Rồi ở bước số 2 chúng ta sẽ làm quen với một cái nền tảng là nền tảng shimi.io. Đây là một cái nền tảng cho phép chúng ta rút gọn một đường dẫn bất kỳ thành một đường dẫn thu gọn. Khi mà khách hàng nhập vào đường dẫn thu gọn đó thì họ sẽ chi trả số tiền cho chúng ta, một khoản tiền tương ứng chúng ta, và tối thiểu là 0.02 đô các bạn nha. Và để mà đăng ký tài khoản này cũng vô cùng đơn giản, là chúng ta sẽ login hoặc là tiến hành register để có thể đăng ký một cái tài khoản cho chúng ta. Và việc đăng ký tài khoản cũng là hoàn toàn miễn phí, chúng ta có thể bắt đầu kiếm tiền với nền tảng này. Và nền tảng này cũng cho phép chúng ta gì ạ? Rút tiền về tài khoản PayPal của mình. Thì đây là giao diện của shimi.io khi mà chúng ta đăng ký cái chương trình của họ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem người dùng ở trên shimi.io họ kiếm được bao nhiêu tiền. Thì chúng ta sẽ nhập vào phần payment proof và chúng ta có thể thấy được là mỗi ngày như vậy thì những người này đang nhận về số tiền đều đặn mỗi ngày của họ, và họ nhận qua có thể PayPal hoặc Payoneer hoặc là WebMoneyZ hoặc là Paytm vân vân. Rất là nhiều nền tảng có thể kết nối với shimi để có thể kiếm được tiền. Và chúng ta có thể thấy được số tiền họ kiếm được từ 5 đô cho đến vài chục đô, đúng không ạ? Số tiền này thực sự nó không nhiều so với quá trình chúng ta làm tiếp thị liên kết, nhưng mà nó là số tiền gia tăng thu nhập cho chúng ta khi mà chúng ta thực hiện quy trình này. Đối với quy trình này thì hãy theo dõi từng bước một và xem thật kỹ từng bước mình hướng dẫn, bởi vì nó có hai nguồn thu nhập chúng ta có thể kiếm được ở trên quy trình này các bạn nha. Sau khi chúng ta đã tạo xong cái tài khoản shimi.io, chúng ta sẽ đến bước số 3, là bước này chúng ta sẽ sử dụng cái tài khoản YouTube chúng ta để thực hiện một vài cái tìm kiếm. Tư duy ở đây là chúng ta sẽ tìm kiếm những cái video có tính viral cao. Viral ở đây có nghĩa là gì? Là thu hút được lượt nhấp ở trên YouTube và nhận được rất là nhiều lượt view ở trên YouTube, thì đó là những cái video viral. Thì ở đây chúng ta có thể thấy được là chúng ta có thể search những cái từ khóa liên quan đến funny hoặc funny animal để tìm ra được những cái video triệu view như vậy. Chúng ta nhấn enter, và sau đó để tìm được những cái video mà có tính viral cao, chúng ta sẽ nhấp vào bộ lọc và chọn vào phần mức độ liên quan là lượt xem các bạn nhé. Thì như vậy nó sẽ sắp xếp thứ tự cái lượt xem nhiều nhất đến lượt xem ít nhất theo cái chủ đề mà chúng ta tìm kiếm. Ở đây mình có thể thấy được là với video này cho nó đến là 298 triệu lượt xem trong vòng 5 năm, hoặc là ở video dưới thì nó đến là 218 triệu lượt xem trong vòng 5 năm. Thì đấy là những cái video có tính viral cao, và chúng ta sẽ sử dụng cái đoạn content này để bổ trợ cho cái quy trình này các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ qua Google, chúng ta sẽ tìm kiếm cái từ khóa là download thumbnail YouTube.
Rồi chúng ta sẽ nhập vào cái dòng đầu tiên đi, và chúng ta sẽ giảm cái đường dẫn YouTube mà vừa rồi chúng ta chọn. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái đường dẫn YouTube nào ạ? Chúng ta có thể chọn đường dẫn YouTube thứ hai là Forget Cat Funny Kid, được chưa ạ? Chúng ta sẽ copy cái đường dẫn YouTube này. Rồi sau đó chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ dán cái đường dẫn YouTube đó ở phần download YouTube thumbnail, và chúng ta sẽ tiến hành gì? Tải cái thumbnail YouTube này về, được chưa ạ? Rồi đây chúng ta sẽ sử dụng download cái thumbnail YouTube này về. Rồi sau khi chúng ta đã tiến hành tải cái thumbnail YouTube này về rồi, chúng ta sẽ tiến hành đến bước thứ tư, đó chính là sử dụng cái nền tảng Snipplink Shortlink. Đây là một nền tảng mà tạo ra những cái trang sales page, những cái trang sales page có cái nút call to action, được chưa ạ? Thì chúng ta có thể tạo được một cái tài khoản miễn phí bằng cách là sign in và nhấn vào Reddit để bắt đầu tài khoản miễn phí với tài khoản Snipply này. Chúng ta sẽ làm gì với cái tài khoản Snipply này? Chúng ta sẽ dán cái đường dẫn YouTube mà vừa chọn đó vào đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ dán cái đường dẫn YouTube vừa chọn đó vào đây. Sau đó chúng ta sẽ nhấn Create Snip. Rồi thì ở đây cho phép chúng ta gì ạ? À? Chúng ta sẽ tạo ra những cái đoạn content ở đây, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tạo một cái new contribution mới đây, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ tạo một cái new contribution mới. Rồi thì ở bước này các bạn hãy quan sát thật kỹ cái cách mình làm nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cái message, chúng ta sẽ qua phần PayPal gift card ở bên này, CPA này, thì chúng ta sẽ copy cái đoạn action now này, được chưa? Chúng ta sao chép nó. Rồi chúng ta sẽ dán vào phần message, được chưa? Chúng ta sẽ nhấn vào tiếp vào cái phần là click here to gì ạ? To earn. Đó. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ dán cái đường tiếp thị liên kết vào đấy, đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ dán cái đường tiếp thị liên kết vào đây, được chưa? Thì chúng ta sẽ chờ nó cập nhật, sau đó chúng ta sẽ nhấn vào continue, sau đó chúng ta sẽ nhấp vào phần finish CTA. Rồi như vậy là chúng ta đã có cái đường link rút gọn của Snipply. Đây là đường link mà chúng ta bao gồm cả cái nút CTA này, và chúng ta có thể copy đường link này và dán một cái tab mới để kiểm tra nó nhé. Rồi trong quá trình mà khách hàng họ xem cái video viral này thì họ sẽ xem được cái gift card của chúng ta, đúng không ạ? Ở đây tư duy là gì? Chúng ta có thể thấy được trong thực tế. Chúng ta có thể thấy được trong thực tế là khi mà mọi người xem một cái buổi biểu diễn nào đó ở trên offline chẳng hạn, thì thường họ sẽ được nhận những cái mẫu quà tặng, và điều đó thật sự sẽ nâng cái cảm xúc của khách hàng lên rất là nhiều. Và cái quá trình giải trí ở trên video này cũng vậy, trong quá trình mà khách hàng họ xem video hoặc là chúng ta tặng thêm một cho họ một cái cơ hội gì đó để họ có thể nhận được một phần quà miễn phí chẳng hạn, thì họ có thể dễ dàng ra quyết định là click vào cái đường link này để chuyển đến cái trang mà chúng ta mong muốn. Ở đây chính là cái trang mà nhận 750 đô gift card các bạn nhé. Vậy thì chúng ta đã có được đường link này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ copy đường link này này, copy đường link Snipply này. Chúng ta sẽ mang cái đường link đó qua nền tảng chime.io, được chưa ạ? Chúng ta sẽ nhập vào phần new shorten link và chúng ta dán cái đường link đó vào đây, được chưa? Sau đó chúng ta nhấn shorten. Thì chúng ta đã có được cái đường dẫn rút gọn cho cái đường dẫn mà chúng ta vừa xem video có con to action đó các bạn. Thì đường dẫn này chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Thì chúng ta sẽ sử dụng một trong các nền tảng sau để chúng ta tiếp thị cái đường dẫn liên kết này. Ở đây thì mình recommend cho bạn những cái nền tảng nào mà các bạn có thể tạo ra được những cái group để có thể tương tác cộng đồng trong một cái sở thích chung nào đó. Ví dụ như ở trên nền tảng mạng xã hội MeWe, hoặc là ở Facebook, hoặc là Pinterest, hoặc là Instagram, hoặc là TikTok chẳng hạn. Thì bạn có thể có được những cái group. Ví dụ như ở trên MeWe hoặc Facebook thì bạn có thể tạo ra được những cái group có cùng chung sở thích với nhau để bạn có thể tương tác trong đó. Thì đối với MeWe bạn có thể làm được điều này tương tự như Facebook, và MeWe là một cái nền tảng xã hội mới và mọi người đang tương tác và chưa có cái lượng spam nhiều, thì chính là đây là cái cách mà chúng ta có thể kiếm được tiền. Sau đó chúng ta sẽ nhấp vào phần là search member, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ search là gì? Là make money online. Money online. Chúng ta enter. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào phần group để chúng ta đi truy cập vào những cái nhóm này. Ví dụ như đây có nhóm make money online này. Chúng ta đã vào được nhóm rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Chúng ta sẽ nhấn vào bài post. Rồi ở bên bài post này chúng ta sẽ tải cái photo của cái video viral các bạn. Thì một điều tuyệt vời là đối với những video viral thì nguyên nhân, lý do mọi người nhấp vào cái đường dẫn đó chính là nhờ cái thumbnail nó có sức hút gì đó khiến mọi người có thể dễ dàng nó quyết định nhấp vào video đó để xem, đúng không ạ? Thì chính vì vậy nên là cái hình ảnh này nó có sức hút rất lớn để chúng ta có thể thực hiện việc kiếm tiền của chúng ta một cách đơn giản hơn so với những loại video khác, đúng không ạ? Thì đây là một cái tư duy mà bạn có thể ghi nhớ và ghi chép vào cái sổ của mình để có thể tận dụng nó trong những cái chiến dịch marketing mà bạn có thể làm trong tương lai. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái bài post ở trong này và gắn cái đường dẫn của bên shime.io vào đây, đúng không ạ? Ở bài post thì chúng ta có thể vào Google chúng ta search là gì ạ? Bạn không thể nhìn cười được cười lâu hơn khi xem video này. Ok, you can have burst lot while watching this video and và đây là lần mà bạn cười nhiều nhất trong năm nay.
Rồi chúng ta sẽ copy cái đoạn này đúng không ạ? Qua cái nền tảng mà rồi này chúng ta dán vào. Rồi chúng ta sẽ thêm những cái icon vào đây để tăng sức hút. Và sau đó chúng ta sẽ enter cái đường link như này. Tạo cái này là link to watch video ha. Ok, sau đó chúng ta sẽ dán cái đường link ở bên shimi.io vào đấy các bạn nhé. Chúng ta sẽ vào shimi.io này. Chúng ta sẽ copy đường link này này. Rồi chúng ta sẽ qua mạng xã hội này chúng ta dán vào. Sau đó chúng ta sẽ tắt cái phần như này đi. Rồi, như vậy là chúng ta đã tạo xong bài post và có thể đăng ngay tức thì được rồi các bạn. Thì đối với cách làm này thì chúng ta có thể đăng được cái đường link của chúng ta và đăng được cái bài post của chúng ta lên các nền tảng Facebook Group, Facebook Pay hoặc là ở trên nền tảng MeWe hoặc là những cái nền tảng mạng xã hội khác để thu hút thêm những cái khách hàng có thể nhập vào cái đường dẫn này. Tất nhiên là khi mà khách hàng họ nhập vào đường dẫn thu gọn này thì họ sẽ chuyển đến một cái trang mà có những cái quảng cáo trả phí xung quanh cái nút điều hướng, và tất nhiên là họ sẽ có thể sẽ có một số lượng người họ chờ xong quảng cáo và họ nhập vào để chuyển tiếp đến để xem video thú vị này, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thực sự kiếm được hai nguồn thu nhập từ quy trình này. Nguồn thu nhập thứ nhất đó chính là nguồn thu nhập từ việc là nhập trực tiếp vào link rút gọn shimi.io, và nguồn thu nhập thứ hai đó chính là khách hàng họ ra quyết định hành động đăng ký email ở trên cái chính trị của chúng ta để chúng ta thu về những cái CPA cost, và chúng ta có thể tạo ra được hai nguồn thu nhập nhờ vào cái quy trình này. Và nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích, nhớ cho Thuật một like và đăng ký kênh đón xem những video mới nhất một khi Thuật ra mắt video mới. Và Thuật xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video về kiếm tiền online trong thời gian sắp tới. Xin chào.